Hey. Anh em à, tôi không biết rằng là những bạn đang xem video này, các bạn đã đi học hay là đã đi làm? Các bạn liệu rằng là đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên cho bản thân mình chưa? Ví dụ như tôi đây, từ lúc nhỏ tôi đã đi làm từ rất là sớm. Và tôi đã ước mơ rằng mai này mình lớn lên, mình có thể mua được xe, mua được nhà, mua được đồng hồ xịn, mua được tất cả quần áo xịn, LV, Gucci, đồ cái kiểu. Nhưng mà biết gì không? Chính vì như vậy cho nên khi mà tôi lớn lên, hiện tại bây giờ tôi đã 23 tuổi rồi. Và tôi đang chính là một YouTuber, tôi đã kiếm được tiền và tôi vẫn chưa mua được gì hết trơn. Tại vì người yêu tôi lấy hết tiền của tôi. Ủa gì vậy, ông nói gì kỳ vậy? Cái này là tôi giữ dầm hiểu không? Giữ dầm chứ phải lấy hiểu không? Rồi tôi cất, giữ dầm. Ông lớn lên tôi sẽ gửi lại cho ông. À, giữ dầm đến lúc tôi lớn lên là sẽ trả lại cho tôi đúng không? Bây giờ tôi 23 tuổi là tôi chưa đủ lớn đúng không? Đúng rồi, 50 tuổi tôi đưa. Chính vì thế nên là ngày hôm nay tôi sẽ không làm YouTuber nữa, mà tôi sẽ chuyển qua làm những công việc khác để kiếm tiền nha anh em. Đó, chứ giờ tôi làm YouTuber xong mới lấy hết tiền của tôi rồi. Giờ tôi đi làm việc khác luôn. Đó, tôi lượm ve chai tôi kiếm tiền đó nhá. Rồi, ok 500 anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với công việc đầu tiên nha. Đó. Thì cái công việc đầu tiên mà mình rất là muốn thử ngoài làm YouTuber ra, Sammy biết là gì không? Sammy biết cái này là công việc gì không? Hình như tôi biết là như là nhân viên khách sạn đúng không? Đúng tiếp rồi, đúng rồi. Đây là làm tiếp tân nè các bạn. Ở ngày xưa nha, là tôi có một cái ông anh á, là ông anh của tôi á, là làm tiếp tân ở trong nhà hàng đó. Ổng bảo là làm tiếp tân khổ lắm, trời ơi, nhiều khách du lịch người ta khó chịu nãy kia, mệt lắm. Thôi, nhưng mà mình phải chiều người ta hiểu không? Kiểu thế. Có tiền. Đó. Vô xem coi. Giờ là tôi muốn làm thử nè đó. Hiện tại là tôi đang đóng vai là một anh gọi là nhân viên trong khách sạn nè. À, rồi, thì đây chính là cái khách sạn của tôi, hiểu không? Rồi. Ở chỗ này á thì tôi được chủ đầu tư cho nguyên một cái dàn PC rất là xịn. Wow, xịn xò. Nhìn thấy là. Thì khách sạn của tôi ngoài ra còn mua thêm những cái bức tranh rất là đẹp để treo lên tường. À. Đây là cái bức tranh là hai bạn trẻ đang vui đùa với nhau, hiểu không? Tôi đánh nhau, không? Cái này là hai bạn trẻ đang cầm cây vui đùa với nhau đó, đánh kiểu gọi là quýnh yêu phải không, quýnh yêu á, quýnh yêu không đó, vui đùa với nhau ghê không quay gì đâu, ghê bình thường mà. Ok đẹp á, đẹp. Ngoài ra thì ở trong gọi là khách sạn của chúng ta còn có thêm cả máy bán nước tự động. Ồ. Có thể mua nước uống bất cứ lúc nào, hiểu không? Sần nha. Để tôi mua cho Sam lon nước nha. Sam muốn nước gì nè? Nước coca. Ở đây thì hiện tại đang có nước mắm nè, nước tương nè. Ủa? Cái gì vậy? Cái này là... Hả? Là nước pha chế rồi, nước gì mà chứ nước mắm. Thôi kệ đi, thôi mình khỏi uống đi. Ê, rồi ok, mệt quá. Sàn này hơi ẩu nha. Ở chỗ này hình như là nhà kho nè, nhưng mà nhà kho bị khóa lại rồi cho nên mình không vô trong được. Ok. Thôi giờ đón khách đi, nói nhiều quá rồi đó. Rồi bây giờ ở chỗ này thì tôi thấy là nó có cái kệ nè. Ở ngay cái kệ này thì có cái chìa khóa phải không? Ừ, đúng rồi. Mình mới vừa lấy cái chìa khóa đúng không? Đúng rồi, mình mở cái cửa chứ mở gì. Rồi hình như cái chìa khóa này là mình có thể mở cửa mình đi đâu đó nè. Cái này chính là một cái thang máy nha anh em. Khách sạn của tôi là hơi bị xịn sò, có thang máy kiểu luôn. Rồi đi vô nè. Thang máy có nút luôn thì sợ. Thang máy sẽ đóng lại. Ủa nhưng mà sao thang máy không thấy có cái nút bấm nào hết vậy? Nó có gì đó, nó hơi sai đây nha. Ơi Sam, bình thường á tôi xem phim á là mấy cái cảnh mà nó đưa lên trên một cái hành lang tới thui chỗ này là bình thường nó hay có mấy cái con người mà biết bay bay. Trời ghê quá, giờ sao? Sao mà lần đầu tiên làm lễ tân khách sạn xong rồi tôi muốn nghỉ luôn nha, tôi không muốn làm nữa luôn á. Ánh đèn sáng lên. Ai vậy? Chạy quay lại. Ủa đang giỡn em. Ủa thì nhân ma đang chạy cái té cái đập mặt không hết phim. Ủa sao con ma đang chạy xong mới dắt đá té xong chết xì chết queo vậy. Ủa trời ơi, ma một biết té nữa. Ủa gì kỳ ra, từ để tôi chơi lại. Có gì, chuyện gì xảy ra vậy? Ê, nãy tôi thấy hình như nó có gì nó hơi sai. Từ để tôi lên tôi xem lại coi. Hình như là cái đoạn nãy là mình bước đến đây nè. Là đèn nó sẽ sáng lên nè. Xong rồi ở bên kia sẽ có một bà chị xuất hiện nè. Rồi bà chị bà chạy tới nè. Rồi bà hù mình đúng không? Bà hù mình. Bà giúp mình mong bà té. Trời ơi, cái gì đó? Ủa vậy là mình đang làm công việc gì vậy ta? Mình đang làm lễ tân khách sạn mà khách sạn là khách sạn có con ma. Con ma xuất hiện xong nó nhào ra nó hù mình, chắc cục đá nó té nó chết, xong nó chết rồi mà hết game. À hiểu rồi, bây giờ mình phải gọi mình phải cất. À không, vậy là mình xong công việc rồi đó, mình xong việc rồi đó. Yeah. Mình đâu, hay quá, xong việc rồi. Cái gì vậy?
Tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Tôi không hiểu gì hết trơn. Ôi, cái nghề. Cái nghề gì tào lao vậy? 3, 2. Ê, cái xe tung, cái xe tung. Hey, trời ơi, thiệt luôn á Sam. Ngày đầu tiên đi làm nhân viên ở trong khách sạn mà thấy cái khách sạn có ma, thấy không muốn làm nữa rồi, hiểu không? Đúng rồi. Bây giờ là thay vì làm nhân viên gọi là ở trong khách sạn thì chúng ta sẽ chuyển qua làm công việc khác. Đó chính là bán hàng. Đó. Tại siêu thị. Đúng rồi. Market. Đây chính là cái siêu thị mini mà tôi mới vừa mở ra, Sam hiểu không? Này, ở trong đây á thì tôi mới vừa đầu tư tôi một cái máy tính tiền. Đúng không? Trời ở bên này thì có thêm một cái máy tính để có thể mua đồ ăn, order cái kiểu về. Bên này thì sẽ là cái kệ để tôi bỏ đồ ăn lên. Wow. À, thấy không? Bởi vì đầu tư đó. Đầu tư không? Đó thì hồi nãy là mình làm gọi là tiếp tân của khách sạn, mình thấy là chán quá, có ma đồ kiểu mình sợ quá cho nên mình chuyển qua mình làm gọi là bán tạp hóa nha các bạn nha. Từ đó đến giờ là Phong chưa có bán tạp hóa bao giờ hết cho nên là bây giờ Phong vô để Phong coi bán tạp hóa như thế nào, xong hiểu không? Ồ, hướng dẫn đúng không? Rồi ở chỗ này nè, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào đây thì chúng ta thấy là chúng ta đang có 50 đô, xong thấy bên này không? 50 đô. Đó, 50 đô nè. Chúng ta sẽ vô trong siêu thị nè. À. Ủa sao từ tại sao chúng ta bán siêu thị mà chúng ta phải lên siêu thị chúng ta mua đồ ta? Không, mua sỉ nhỏ thì mua trên này rẻ hơn đó. À có nghĩa là mình là cái siêu thị nhỏ, mình đúng mua rồi đồ ở cái siêu thị to xong mình về mình bán. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ có 50 đô đúng không? Cái này là giá 35 đô nè, ui đắt quá. Ui đắt quá, gì là rẻ thôi. Cái này 11 đô nè, cái này rẻ nè. Mua cái này 6 đô rẻ nè, mua thêm cái này. Chai nước này 18 đô nè, mua luôn. Cái này bao nhiêu đô đây? Cái 13 đô, mua luôn. Ui vừa chẳng 50 đô nè. Wow, hay thật sự. Rồi, tính tiền. Ui, tiền ship 4 đô nữa cho nên là mình sẽ phải bỏ đi cái này đi. Rồi, rồi. Ok. Rồi mua được 3 món thôi, không sao cả. Rồi, và sau khi mua xong ấy thì chúng ta sẽ chờ người ta giao hàng. Ủa người ta giao nó luôn rồi. Ủa, nhanh vậy? Nhanh gọn lẹ dễ sợ chưa? Đây để coi cái thùng hàng này. Ui, có cái thùng hàng này là Susu hả? Susu Hero hả? Susu Hero. Susu. Ok, cái này mình sẽ mở ra nè, sau đó mình sẽ xếp anh ở trên này hả? Đúng rồi. Rồi. Rồi, dịch chuyên nghiệp quá. Rồi, dục cái thùng dục này, dục đường ở đây hả? À? À không, dục ở đây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Ờ, lộn nhầm. Cái khùng quá mấy bà. Nhầm, mất ở đây là mất vệ sinh. Ờ, mất vệ sinh chứ mất vệ sinh an toàn thực phẩm gì. Mình phải bỏ vô thùng rác đúng không? Đó, okay. Rồi mình lấy cái thùng tiếp theo nè. Thùng tiếp theo là gì đây? Hình như là nước ép trái cây. Nước chanh hay là gì tôi không biết nữa. Ok rồi, mình xếp ở đây nè. Ê, sao toàn sữa không vậy? Xếp bên này. Đó, xong rồi, mình đem cái thùng ra. Dục. Mình dục tiếp. Rồi ok. Rồi. Còn thùng cuối cùng này là gì đây? Bánh mì. Bánh mì hả? Tôi bị khuyên bánh mì vuông nha. Bánh mì vuông ai? Ôi trời, cái bánh mì này tôi biết nha. Không biết là ở chỗ mấy bạn á có bán cái bánh mì vuông này không nha, nhưng mà cái bánh mì vuông này bạn, mấy bạn mua thêm cái chai sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise á mình xịt lên á xong rồi mình ăn luôn. Wow. Ừ, đúng không? Em tí đi mua nha. Tí nữa đi mua ăn. Cái đó là cái món ăn mà Sammy gọi là chỉ tôi nha các bạn. Ồ, dạ chào cô có muốn vào siêu thị mua đồ không cô? Mày cũng chặn người ta để người ta vô chứ tự. Sao cô này đi qua vội vã thế? Bây giờ là mình xong rồi nè, mình phải đặt giá tiền. Cái bánh này thì mình sẽ bán một cái bánh này với giá 1 triệu đô. Cái gì vậy? Hả? Ai mua? Ai mua hả? Chứ bán nhiêu giờ? Bán tầm 3, 4, 5 đô thôi, 5 vậy đô. Vậy 4 đô đi ha. Bán 4 đô, đô đi, 4 ok. Đô. 4 đô. À, mấy cái chai nước màu vàng này mình sẽ bán với giá là 5 đô đi. 5 đô đắt quá vậy? Chai nước mà cái bánh mì 4 đô này 5 đô. Này vậy thì 2 bán đô. 4 đô đi. Không, tại chai nước này là 4 đô rưỡi rồi. Đúng không? Mình bán 5 đô phải không? À, ok rồi. Okay. Cái chai còn cái susu này nè, susu này thì mình bán cái giá là 6 đô đi hay 5 đô, 5 4 đô đi. Ok. Đó, hiện tại thì gọi là cái cửa hàng của chúng ta là vẫn còn nghèo, cho nên là chúng ta chỉ có thể mua được ít đồ thế này thôi, sao hiểu không? Ok. Rồi. Không sao. Khi mua xong thì chúng ta sẽ ra ngoài đây chúng ta mở cửa hàng nè. Ấu ben nè đó. Ôi ôm vừa mới ấu ben là có chị này vô mua liền. Hay quá, có chị lựa gì đây? Đây, chị mua gì? Chị mua bánh mì, chị mua bánh mì. Wow, chị mua sữa. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ rồi. Đây. Đó, tính tiền nè, quét nè. Đó. Ôi, có khách kìa. Sau khi tính tiền xong thì người ta sẽ đưa cho mình tiền nè, Sam thấy không? Thì mình sẽ lấy tiền. Ok, lấy tiền nè, sau đó là mình sẽ thối tiền lại với người ta. Rồi. Hiện tại là mình đang cần phải thối với người ta 12 đô đúng không? 12 đô thì mình sẽ lấy 10 đô nè, với lại 2 tờ 1 đô là 12 đô nè. Rồi xong. Đó, rồi, cảm ơn chị nhiều ấy chị ơi. Hay quá. Rồi. Dạ, tới lượt anh này. Ui, anh này nhìn mặt giống Mr. Dịch của ta. Mr. Dịch chỗ nào? Nhìn mặt giống anh Mr. Dịch. Đó. Giống anh Dịch ngày xưa, cái đầu anh Dịch chọc chọc á. Ừ, đó. Ok. Dạ, anh mua gì anh? À, anh mua chai nước hả? Rồi tính tiền nè. Ui. Anh xài thẻ. Thẻ. Ủa anh là hết nhiêu tiền đây? 5 đô. 5 đô hả? 5 đô. Sam ơi, bây giờ của ta 5 đô dù mà mình bấm 500 đô được không ta? Không, à, cái bắt
công an bắt chết. Bắt hả? Không được. Ừ, đúng rồi, mình không có được rồi. Mình không được gian dối đúng không? Đúng rồi, ừ, rồi thì mình để 5 đô thôi nhé. Rồi ok. Đó rồi. Ơ nhưng mà nếu mình để 50 đô thì sao ta? Rồi. Là người ta có phát hiện ra không ta? Rồi biết chứ. Biết hả? Là mình nói chung mình làm sai là bị phát hiện liền đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi ok. Ở đây là cần thối 45 đô. Trời ơi cái gì mà nhiều thế? 45 đô. Đây ông đưa hai tờ 20. Hai tờ 20 này với một tờ 5 đô nè. Rồi ok. Rồi tới lượt anh này. Ui anh này nhìn mặt giống Kairon nè. Sao ông nào anh này mua nào? Nước với lại su su. Anh này xài thẻ. Ok rồi. 9 đô đúng không? 9 ok, 9 đô. Ê dùng thẻ đỡ nha. Thẻ ừ. Đỡ ghê đúng á. Dùng bằng thẻ đỡ phải thối tiền đúng không? Rồi tới lượt anh này nè. Anh này là trả bằng tiền nè. Ok anh này là không cần thối. Rồi. Tới lượt chị này. Ui chị này nhìn giống chị Kamui nè. Chị này xài thẻ. Hero team mình vô đây ủng hộ mình nữa. Hero team vô mua đồ ủng hộ nhiều quá. Hay bạn. Hay dữ ta. Rồi. Rồi. Wow. Rồi cảm ơn chị nha. Ok hôm nay coi bộ khách đông nha ca nha nha Sam. Ồ nhiều yeah. Tiền á. Hơi bị nhiều tiền hình từ nãy giờ kiếm được 44 đô nè. Rồi. Wow. Thôi tranh thủ giờ là đang không có khách nè mình đóng cửa tiệm xíu đi mình đi ra ngoài đây mình ngắm xung quanh. Wow. Cái xe xịn quá vậy. Wow. Wow, cái xe xịn quá vậy ta. Ôi ước gì có tiền mua con xe đỏ này là. Trời ơi, không? Cái này người ta gọi là cái gì ta? Cái chiếc xe lam gì nè, lam Lamborghini. Đúng rồi. Đó, trời ơi, người ta xịn, người ta mua xe Lamborghini màu đỏ luôn nha. Quá trời ơi. Bạn ơi. Ước gì mình có tiền mình mua chiếc xe kiểu vậy sao ma. Đúng rồi. À, thôi giàu mình quá. Ít tiền lắm. Nè không, giờ mình có ít tiền mình mua chiếc màu xanh như thế này cũng đẹp rồi. Trời ơi. Trời ơi đó rồi, người ta lái nhìn ngầu thiệt sự luôn á trời. Wow. Ui trời, cái chiếc màu đỏ này nó ngầu. À. Nhìn mà nhức răng luôn á. Nhìn nhức cái nách luôn á. Trời ơi. À, rồi cái xe này. Ui. Ui, sao nó tung tôi luôn rồi. Ui, trời cái xe. Trời cái xe nó tính bắt tôi đi luôn. Trời ơi. Cái gì mà ảo mà khe nó ra vậy. Thôi mình hết đi dạo rồi. Bây giờ mình về bán hàng tiếp đi. Mở cửa bán hàng đi. Trời ơi, hồi chừng là dông chơi đầy đủ rồi đó. Ủa cái cửa hàng mình đâu vậy? Ủa. Trời ơi, lâu sau lưng kìa. Sao đi một hồi mình lạc tiêu luôn rồi. Cửa hàng mình nó dễ nhìn mà. À yeah. đây. Tôi đi hồi xong tôi lạc luôn á. Ok rồi, mở cửa hàng nè. Rồi. À, có khách nào vô mua đồ không? Đây chắc chắn chị này vô mua đồ nè. Đó, chị rẻ vô mua đồ. Nhìn cái mặt chị này thấy đói bụng lắm rồi nè. Đó, ok. Rồi chị mua gì chị ơi? Chị vô chị mua bánh chắc luôn. À không, chị mua nước. Nước. À, chị mua nước cái chị mua su su. Ok à. Rồi. Chắc mua gì cho con. Dạ rồi ok, chắc là chị mua giờ chị làm đồ ăn cho con á. Ok à. Rồi 9.000 nè. Rồi thôi chị 1 đô. Ok rồi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị đẹp. Ôi em nhưng mà làm cái nghề này chừng nào giàu không ơi, thấy nó từ từ quá à. Làm cái nghề này chừng nào giàu hả? Ờ hơi lâu hơn nghề nữa mà chưa đủ đô. Ừ tôi thấy nghề này nó cứ gọi là chậm á, mỗi ngày kiếm được có vài chục đô thôi cũng hơi ít. Rồi. Giờ cũng biết có công việc ví dụ như là làm giám đốc hay gì đó kiếm nhiều tiền xíu nha. Hey, anh này trả bằng thẻ nè. À, 13 đô đúng không? Ok 13 rồi, đô. Ok. Nhìn anh này mặc đồ có vẻ sang trọng nè, hay mình chạy theo ảnh hỏi coi có công việc gì mới làm không á, được không? Ờ, cũng được, ông hỏi thử đi. Nè, có anh trai nè, mình thấy anh trai này mặc đồ nhìn ngầu ngầu nè, chắc là anh này là làm cái nghề gì đó xịn lắm nè. Đó, mặc đồ đẹp nè. Vét đồ. Đó. Ui, anh này mặc đồ ngầu hơn nè. Ồ, nhìn giống bộ đồ của Sam trong Minecraft. Tôi bộ đồ cà vạt đỏ nè, trời ơi. Ok thôi được rồi anh em. Bây giờ là tôi bản thân tôi thấy này nè, sáng giờ là tôi với Sammy đã làm hai công việc. Đầu tiên là tiếp tân đó, thứ hai nữa là làm bán cửa hàng tạp hóa. Nhưng mà làm tiếp tân thì gặp ma. Còn bán cửa hàng tạp hóa thì chán quá. Chậm quá. Ừ, hay nó chán quá. Nên là thôi, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ kết thúc video tại đây. Và bọn mình sẽ cùng nhau gặp lại nhau ở trong một video khác. Và video sau bọn tôi sẽ cùng nhau làm một công việc khác nữa nha anh em. Không biết là công việc sau mình sẽ làm gì để bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho bọn tôi biết. Mấy bạn muốn bọn tôi làm công việc gì hãy comment xuống bên dưới nha. Ok, hiểu không? Ok. Rồi, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Cái xe nó tung tôi nữa. Thôi, còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, bye. Hello team, hello team.